Nào mày thò đầu vào đây. Còn dành con. Cào rách hết cả cái yên mới chạy xong. Đây anh em ngồi chưa được này. Để trộn một cục lăng xê. Mày tự đi đánh lăng xê. Tại vì mồi lục chưa được. Đây 3 bộ lăng xê, tôi mang đi 3 bộ thôi. Đây lăng xê bán cho anh em đây. Ok, bây giờ đi đánh thôi. Tôi sẽ chuẩn bị một cần câu và một phao thôi. Một hoặc hai phao gì đấy. Một phao đêm, một phao ngày. Tại cái hồ này nó không cho câu lăng xê. Nên là tôi sẽ lắp phao và tôi đánh. Thế thôi, nhé. Đánh trộn. Nó mồi hơi cứng, tí nó phải trộn thêm rồi. Đây, dụng cụ okay. Đi chiến đấu. Anh sẽ câu lăng xê thì mang đồ nó ít hơn, không cần nhiều. Đấy, 3 bộ lăng xê cho vào đây và một túi mồi. Cần câu chống cần nữa là ok. Thuốc chống muỗi. Ok. Vợt nữa, thế là xong. Vợt nữa, cái chống cần. Đó là ok, ra hồ bây giờ ra hồ chiến. Bây giờ qua ra hồ quay ra đến hồ cho anh em xem. Này. Bây giờ tôi nắm mồi lăng xê và mày đánh lăng xê. Đấy, cô mồi nhà. Lấy 3 mồi lăng xê. Ok, nắm mồi. Nghĩa ơi, quay hộ anh tí là đỡ vướng. Ông cụ vào ngồi từ sáng chưa được con nào à? Hết cá rồi. Nó hơi khô tí, trộn thêm tí nữa. Nó hơi kèo. Nhão ra tí nữa cho nó dễ đóng. Đây này, một vần à. Rất khéo. Yes, anh ơi. Đây, nóng hàng đang dòng. Nó cần gì? Lỗi máy em ơi. Đây đây. Trôi à? Thôi con này lấy vợt đi. Nó cái tờ tờ nữa. Đấy, con này được đấy, con này cân đấy. Đấy, trôi này. Trôi đóng chạy mông. Nha. Nó giật tung đầu cần. Máy nó kéo gió gió.
Đây, anh em đi câu này có những hôm cá nó nổi, những hôm cá nó chìm, những hôm cá nó chìm thì nó đánh lăng xê, chìm thì rất là nhạy. Nhưng mà những hôm mà cá nổi thì bắt buộc phải lắp phao nổi này. Và tại sao biết cá nổi cá chìm? Bởi vì ví dụ như kiểu mồi anh em làm chuẩn đấy, anh em đánh chìm một thời gian mà không thấy nó ăn thì chắc chắn hôm đấy cá nổi rồi, lắp phao nổi rồi đánh. Đây tôi đánh khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi không thấy được con nào, mất 2 cục mồi. Tôi lắm tôi đánh phao nổi một lúc thì dính được 3 con đấy. Đây này, phao nổi đây này, tôi đang zoom anh em xem này. Đấy, cá lại dính ra nhưng mà không biết là dính con gì, tôi nghĩ chắc là cá bé hay rô phi. Cái phao có phập phù kìa, nhưng mà không không muốn giật. Rồi đây này, nhìn này, tôi hơi bị rung tay này, tôi quay lại đây. Đây anh em nhìn thấy cái phao nó nhấp nhá nhấp nhộp chưa? Đấy, nó cứ bập bà bập bành kìa. Con này chắc là rô phi nên là nhỏ lắm mà tôi không muốn lôi đấy, phập phà phập phùng kìa. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Đấy, cái phao nó nhún lên nhún xuống kìa. Đấy, nó còn trôi đi kìa, trôi đi một đoạn kìa. Đấy, lắc lư hai bên này. Đấy, thụt, 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 thụt. Đấy, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa. Đấy, rất chi là tôi tì tay lên cái ghế ra là nó không rung. Đấy, nhìn kìa. Tôi cố để chảy cối xem có con gì to nó kéo không. Đấy, pháo bập bùng này. Chắc chắn nó dính rồi nhưng mà không biết dính con gì thôi. Nghe ơi, em ra em lôi cái này lên đi, con này chắc là rô phi rồi. Giật giật từ nãy giờ chắc là rô phi, rô phi nhỏ. Ra à, con thứ ba. Thôi chỉ cần kéo cái miệng ấy ra là được. Tí nữa thì nhảy ra ngoài. Lăng xê kéo rất là phê, nghe rõ.